À, tiếp theo đây thầy giới thiệu cho chúng ta hai cái ví dụ liên quan đến cái cấu trúc của rồi điện. À, đầu tiên cái ví dụ thứ nhất là cho các cái chức năng sau đây: một là bảo vệ tế bào, hai là xúc tác các phản ứng sinh hóa, ba là giải phóng năng lượng, bốn là kết hợp với lipid để hình thành nên cái màng tế bào, năm là tạo ra các sản phẩm để điều hòa hoạt động của cơ thể sống. Chức năng nào là của protein? Chúng ta nhớ là chức năng của protein thì còn có bốn bốn loại ở vấn đề lý thuyết thầy đề cập rồi. Thứ nhất đó là bảo vệ tế bào, thứ hai đó là điều hòa các hoạt động sống, thứ ba đó là xúc tác các phản ứng sinh hóa, và cái thứ tư đó là tham gia cấu tạo tế bào. Vậy thì chúng ta coi là bảo vệ tế bào có số 1. Vậy chúng ta thấy số 1 có thì chắc chắn những cái thằng mà nó không có số 1 thì nó sẽ sai, bỏ đi hai các bạn. Chỉ cần một cái câu thôi, một dữ kiện thôi là chúng ta đã loại đi được hai đáp án rồi. Cái thứ hai, bây giờ chúng ta coi đây, hai thằng này đều có số 2 hết, chắc chắn về hai này số 2 sẽ là đúng, đúng không? Đó. Vậy thì mình trong lúc mình làm bài thì không cần xét dữ kiện số 2 này làm gì, nhưng mà bây giờ thầy giải thích thì thầy giải thích thử hết luôn. Cái thứ hai là xúc tác các cái phản ứng sinh hóa là có. Cái thứ ba, thằng A là có, thằng C là không. Vậy chỉ cần tìm cái thứ ba, nếu thằng nào có nó có đúng hay không thì mình sẽ loại đáp án bỏ lại. Đây là cái phương pháp loại trừ trong cái mình làm trắc nghiệm, làm rất là nhanh. Mà chúng ta đối với những cái câu mà nhiều hơn một, nhiều hơn bốn đáp án thì chúng ta làm phương pháp này sẽ loại được nhanh, tiết kiệm được thời gian trong lúc làm bài. Giờ chúng ta coi số 3, giải phóng năng lượng. Mình trong cái bài học chúng ta là rồi thì không có chức năng mà giải phóng năng lượng, vậy thì cái thứ ba này là không có. Vậy cái thứ ba không có thì chúng ta coi đây, vậy câu A có cái thứ ba, vậy là chỗ này nó sẽ sai, thì đáp án của chúng ta sẽ là C. À, chúng ta chỉ cần đọc ba cái dữ kiện mà chúng ta đã ra được đáp án rồi, chứ chúng ta không cần phải đọc hết năm cái dữ kiện. Đối với những dạng câu hỏi này thì trước tiên chúng ta sẽ vô đọc cái câu hỏi người ta yêu cầu trước, rồi sau đó chúng ta sẽ đọc từng cái dữ kiện và chúng ta lội từ từ ra thì chúng ta sẽ ra được đáp án nó sẽ nhanh hơn. Và cái đề lúc nào thường người ta cũng cho theo cái dạng là 50-50, có nghĩa là xin lỗi thầy chỗ này là số 1, thì nếu mà cái đề cho cái dạng 50-50 là người ta sẽ cho hai số 1, hai số 2, thì khi mình lội được hai số ha. Rồi chúng ta và cái ví dụ thứ hai, liên kết được hình thành trong cái quá trình dịch mã để liên kết các cái axit amin tạo thành cái chuỗi polypeptide, đó là liên kết gì? Thì chúng ta nhớ lại cái bài giảng của thầy đây, cái liên kết mà hình thành giữa các axit amin để tạo thành cái chuỗi polypeptide, đây chính là liên kết peptide. Người ta lấy cái liên kết peptide này người ta đặt cho cái chuỗi này luôn, đó là chuỗi polypeptide. Lý do là nhiều cái liên kết peptide thì gọi đó là poly. Vậy thì đáp án trong cái câu này đó là gì? Đáp án B. Còn lại các đáp án còn lại thì nó sẽ không có trong cái liên kết của axit amin.